监督类的，乐于他配着我们上红酒，配着我们上的新歌，幸福感更精彩，幸福感他打不过我们，啊，我们这样。幸福的，让我把爱我卡住，那幸福更精彩，我们这样。5 không so với 7 4 3 2 và 1 hạ xuống, hít vào hơi thật sâu, thở nâng hai chân, bước vào chân lên, bước vào chân thấp xuống đi, 5 4 3 2 và 1 đưa hai tay dậy, cố lên. Tiếp tục đi mọi người, tiếp tục cơ bụng nó khỏe, tập cơ bụng đấy, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, đẩy hông ra sau, nhịp nhịp đẩy hông ra sau, hai chân để gần sát nhau lên, bàn chân dựng hông góc lên, hít vào hai tay lên, vươn về trước, hít vào hai tay cầm lấy chân, tiếp tục đẩy hông ra sau, rồi giãn lên. Cố gắng đừng ngập người và hãy đẩy mình ra nha. Ép xuống trước. Mọi người bây giờ phải thấy là bụng của mình xuống trước, sau mới đến ngực, rồi cuối cùng đến mặt. 5 4 3 2 và 1 rồi hít vào hai tay lên. Thở ra. Rồi hạ hai vùng tay xuống. Và ngồi dịch lên thả thì đi để ra ngoài. Hai chân mặt. Kiểu vai này mình dựng, cố gắng dựng cái người mình lên đúng chắc, đúng thẳng cái vai nhé. Cử vai thẳng vai thì bao giờ người ta sẽ chắc, còn nếu mà để như thế này thì sẽ rất là mệt. Đó. Rồi, hít một hơi thật sâu. Thở, hít một cái, nâng hai chân. Năm. Người vẫn thẳng, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, giữ lại, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, thả xuống, thở xuống. Hít vào, hạ xuống,
Bây giờ chúng ta sẽ tập tư thế đứng bằng vai nha. Mọi người chú ý này, ta đang ở tư thế nằm đứng được này. Duỗi hai chân này, ta đưa chân lên vuông góc này. Sau đó từ từ chân đất và quay để lần 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 vào lưng này. Đó. Giờ giữ ở đây. Lên lên lên. Lên đến nơi thì sức cơ bụng mà. Lên lên chị Nam đẩy lên. Nếu là chị Nam đau cổ mà còn đau không? Thôi bây giờ chị lên chân cô mắt không dồn lên vai. Ai đau cổ vai cái thì đưa đường chân thẳng lên đi, đi một vai chứ là một cái vai lên. Che tất cả cái xung quanh, che tất cả vai, đấy, cái chân xuống đã.
lời đầu với chữ này và lời đầu thằng đặt sức. Bây giờ chúng ta đã cầm nhé. Kéo dài.